Chào mừng các bạn đã quay lại với một hướng dẫn thiết kế SolidWorks của Trung tâm Học Cơ khí. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái option trong lệnh QLED mà các bạn thường bỏ qua và các bạn không khai thác hết trong cái lệnh QLED. Cái này thì mình tạm gọi nó là QLED nâng cao đi ha. Rồi, QLED nè, các bạn chọn cho mình QLED. Rồi, ở đây các bạn chọn cho mình đây nè. Content Size QLED ha. Ở đây mình sẽ chọn cạnh này là 1 nè. Cạnh này là 2. Cạnh này là 3. Đó. Thì ngay cái vị trí ngay chỗ cái góc này nè. Vị trí ngay góc này các bạn có thể là không có điều khiển được cái đoạn cong à. Ví dụ như cái đây nó sẽ là nó cong như thế này. Hoặc là cong phía dưới này. Chỗ này nó cũng cong như thế này luôn. Đó, thì các bạn làm sao? Thì khi chỗ nào nó có ba cạnh nha. 1 2 3 nè. Thì ngay cái điểm này nè. Các bạn kéo xuống dưới cho mình đó chữ là set back. À, set back parameter nè. Chỗ này ra. Rồi, ngay cái ô góc qua nè. Ô góc này bấm vào đây ha. Chọn cho mình cái góc này. Đấy, ngay cái điểm giao điểm giữa ba cạnh đó. Thì bây giờ nó có một cái bảng ở đây nè. Đó, mình khi mình kéo ra nó có đường, cái đường chỉ nối vào đây ha. Đó, cái đường nó nối vào đó. Thì các bạn có thể là nhập ở chỗ này cũng được, hoặc là các bạn nhập ở chỗ này cũng được ha, sao cũng được. Thì 10 radius 10 đây nè, là nó sẽ dành cho những cái chỗ fillet này nè. Đây, những chỗ fillet này, fillet này. Còn những cái góc này nè, ngay góc này nó sẽ mở rộng ra bao nhiêu thì tùy các bạn nhập vô đây. Ví dụ như mình nhập chỗ này ha, chỗ này nè, nó sẽ chỉ vào đây, thì từ đây nè ha, mình sẽ nhập vào đây. Đây là chế vào đây nè, mình sẽ nhập là 30 chẳng hạn. Rồi chế vào số 2 này, E2 này, các bạn sẽ nhập lại nó là 40 đi ha. Rồi từ đây tới đây 40 mà, 40 thì là chỗ này nè. Rồi E3 mình sẽ nhập nó là 50. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra E1, E2, E3 chỗ nào nè ha. Đây mình sẽ kéo nè, 30 nè, nó chỉ vào đây nè, 40 chỉ cái này nè, 50 chỉ cái này nè. Thì bây giờ các bạn thấy chỗ này nè, nó sinh ra được một góc cong. Một góc cong như thế này nè. Đó, thì các bạn đang set set những cái số này nó lệch. Thì mình có thể là set cho nó bằng nhau cũng được. Ví dụ như bạn chọn là 30 nè. 30 là tất cả những chỗ này 30, 30 và 30 hết thì bạn set on. Đó, set on ha. Thì tất cả là 30 30 10 ha. Đây, thì chỗ này nó sẽ cong đều hết 30 nè. Cong đều hết 30. Các bạn chết ok. Thì cái chỗ này nếu các bạn muốn tăng đường kính này lên thì các bạn nhập trên này. Trên này ha, nó là 12 hay 10, 15 hay bao nhiêu gì đó thì các bạn nhập trên này. Rồi chết ok đây. Đó, thì cái chỗ này nè. Nó sẽ hiện tại nó bị vỡ ra nhiều mặt. Như các bạn muốn nó gọn lại á thì vào chỗ display size này ha. Display size này sổ ra chọn cho mình chế độ thứ hai. Tab đây thì góc mình rất là mượt. Và cái chỗ này nó được bo cung. Bao cung nè ha, bao cung nè. Đó. Rồi trả lại chế độ đầu tiên. Tiếp theo các bạn chọn cho mình fillet, fillet tiếp ha. Rồi bây giờ mình chọn qua chế độ là variable size fillet, bấm vào đây variable size fillet nè. Tên của nó là variable size fillet luôn á. Nếu mà các bạn xài cái option cũ hơn á, ví dụ như 14, 15 gì thì tên của nó là nó để là chữ variable size fillet đây ha, tên nó nè. Đó, variable size fillet. Rồi các bạn chép vào một cạnh. Ví dụ như mình chọn cạnh này ha. Ví dụ như mình chọn cạnh này. Thì bây giờ nó sẽ cho các bạn là fillet được nhiều cái bán kính. Ví dụ như đầu này mình sẽ nhập nó là, đầu này mình sẽ nhập là 20 nè. Đó, đầu này mình sẽ nhập nó là, đầu này ha, chép vào đây. Mình sẽ nhập nó là 10 nè. Đó. Thì cái chỗ này nó sẽ 10, chỗ này sẽ 20, lớn nhỏ tùy các bạn. Để các bạn chọn. Rồi mình kéo xuống dưới này ha, chỗ này nó có nút 3 nè, số 3 thì chỗ này nó sẽ có 3 điểm, 1 2 và 3, ba cái điểm ở đó. Nếu mình set là số 4 thì trong đó nó sẽ có 4 điểm nè, 1 2 3 4 nè. Bây giờ ví dụ như mình muốn cái chỗ này nó bán kính lớn hơn ra nữa thì các bạn nhập vào cái điểm mà các bạn muốn á, bấm vào cái điểm này ha. Ví dụ như mình chọn điểm này thì chỗ này nó có hai cái giá trị, một là r là radius, 2 là B, C là position, tức là cái vị trí. Nó sẽ tính nè, ví dụ như từ đây là 0 mà 0 tới 100% là chạy đến đây. Thì 40% thì từ đây đến đây. Các bạn có thể nhập là 50% tùy ấy các bạn. Nháy đắp vào ha.
nháy đắp chuột vào, bây giờ mình sẽ nhập là 50% nè. Rồi cái radius mình sẽ cho ví dụ như là 40 chẳng hạn. Đó thì nó sẽ to ra chỗ này 10, thì ở đây nó sẽ lớn lên là 40, về là sẽ nhỏ lại là còn 20. Rồi bây giờ mình chết ok. Thì bây giờ cái bán kính này mà nó sẽ bo theo cái dạng giống như là cái yên ngựa à, nó vỗm thật, nó cong theo cái dạng của yên ngựa đó. Chứ nó không phải là giống như dạng mà cùng bán kính này nó cứ bo ra 10, 20, 10 gì giống như chỗ này nữa. Đó là dạng thứ hai rồi ha. Các bạn chọn tiếp cho mình fillet. Fillet nè. Rồi, mình sẽ chọn loại số 3. Nhưng mà trước khi làm loại số 3 này nè, trước khi sử dụng face fillet này, các bạn chọn cho mình một cái tắt này đi ha. Tắt này đi, các bạn làm cho mình một cái lệnh như sau. Chọn trên cái mặt run. Nào, mặt này ha. Mặt run này nè, là sketch. Quay gì không nhìn vuông góc nè. Nói chung là các bạn nhìn về cái hướng nào mà nhìn đứng cái cây này lên là được. Đứng cái trụ lên là được nè, các bạn vẽ cho mình một cái đường line. Từ đây nối qua đây ha. Đó, một đường line ngang qua đây, các bạn có thể đo kích thước cho nó cũng được. Ví dụ từ đây mình đo tới đây là 50. Rồi, các bạn chọn cho mình nè. Ok, sketch này đi ha. Rồi, vào curve. Curve ha. Chọn split line. Curve chọn split line nè. Rồi, sketch, project nè. Sketch là cái đường line lúc nãy. Rồi, dưới này cái face là các bạn chọn một cái trụ này. Rồi, chết ok. Đó, thì nó sẽ chia cái trụ này nè. Nó cắt cái trụ này làm hai khúc, khúc dưới và khúc trên. Dựa vào cái đường cơ này nó sẽ giống như cái đường chỉ nó chiếu cái đường này qua nó cắt này. Rồi bây giờ các bạn chọn cho mình fillet, fillet đây ha, chọn ra vào cái option số 3 đó là face fillet, face fillet nha, đó cái tên đang hiện lên rồi chéo vào đây face fillet nè, cái mặt dưới này, cái mặt dưới này các bạn chọn cho mình đó là mặt này, rồi cái ô màu hồng này các bạn chọn cho mình là cái trụ này. Đó thì face fillet nguyên lý của nó là nó sẽ fillet giữa cái đường chân này nè, tức là giao tuyến giữa cái mặt màu hồng và cái mặt màu xanh thì là sẽ là cái đường chân này nè, và tự động nó sẽ chọn cho mình cái fillet là bao nhiêu, các bạn nhập giá trị ở đây, ví dụ như là mình sẽ nhập là 15 thì nó sẽ cho ra các bạn nhập cái giá trị nào đó tùy ý. Rồi 10, quay lại 10 ha. Tiếp theo trong cũng trong cái file này luôn, các bạn chọn cho mình tiếp nè, ví dụ như cái đường chân dưới nè, chân dưới nào là cái đường đường vòng tròn hay đường chỉ bằng vàng nè ha, mình sẽ muốn nó là nó chạy theo cái đường biên này, cái đường biên của cái hình lục giác này nè, đó đường biên này nè, cái mặt màu xanh đó mình đang rà theo cái mặt màu xanh đó. Rồi cái phía trên này nè, cái đường chỉ phía trên này đúng không, đường chỉ phía trên này nè, mình muốn là nó bám theo cái trên này đó. Thì bây giờ mình sẽ có đó gọi là cái đường outline. Các bạn sổ này ra ha, select parameter này nè, sổ ra cho mình, chọn cho mình option cuối cùng đó là outline, sổ này ra ha, chọn outline nè. Rồi trong cái outline này các bạn chọn cho mình đường này nè, đường đó chọn hết những đường đó. Thì nó sẽ ôm theo cái đường chân phía dưới à, ha, chọn hết cái đường viền này ha, thì nó ôm theo cái đường viền phía dưới nè. Rồi mình chọn lên cái đường trên này được không, bấm vào đường trên này. Đây khi bấm vào cái đường trên này nè, nó không lên tại vì cái chỗ này nè nó chưa có bám theo, nó còn đang nhấp nhô thế này, nó chưa có bám theo trên này. Thì các bạn kéo xuống dưới này cho mình nè ha, sổ cái này ra profile nè, sổ này ra các bạn chọn nhưng mà là curvature continuous. Đó thì nó vừa bám theo cái biên dưới mà nó vừa bám theo cái biên trên. Rồi nó vẫn giữ cái chế độ cho mình đó là tangent, tangent chỗ này nè và tangent nó gọi là curvature nha. Thì cái biên dạng này các bạn nhìn thấy biên dạng nó không phải là đường tròn nữa mà là đường ellipse nữa, 1/4 của đường ellipse đó. Đây ha, đường ellipse nè. Đó, và các bạn chết ok. Đó thì cái biên dạng như thế này nè rất là khó để fillet nếu các bạn không biết sử dụng cái chế độ outline đó. Rồi tiếp theo
Mình sẽ qua cái khối thứ ba này ha. Khối thứ ba này nè, các bạn chọn tiếp cho mình fillet đây, fillet ha. Rồi bây giờ các bạn chọn cho mình chế độ thứ thứ tư, đó là full round fillet. Full round fillet nè, ở sẽ có ba cái bề mặt, mình sẽ chọn liên tiếp ba cái bề mặt ha. Đây là một nè, một thì mình chọn mặt này, hai là mình sẽ chọn xuống ô dưới nha, xuống ở dưới này mình sẽ chọn mặt này, và xuống ô thứ ba này các bạn xoay chuột giữa qua và chọn bên này đó, thì tự động nó tiếp tuyến cho mình giữa ba cái bề mặt đó. Nó có một cái bề mặt màu vàng, một con màu vàng nó tiếp tuyến giữa mặt xanh nè, mặt tím nè và mặt màu hồng phía bên này, thì nó sinh ra được cho mình còn cái khung thế này đó. Rồi chế độ ok ha. Ưu điểm của cái thằng này nè là ví dụ như khi cái độ rộng này nè, cái độ rộng của cạnh này đúng không, cái cạnh này nè nó đang là 100 đúng không, thì lát nữa ví dụ như mình thay đổi cái này lên 120 á thì cái bán kính này tự động nó thay đổi đó. Bây giờ mình thay đổi cho các bạn xem nha, nó là cái chỗ này nè, mình sẽ tăng cái này lên, lệnh này, cái này với cái này bốn này là dùng linear cho nên mình tăng cái này thôi, mình sẽ tăng lên ví dụ như là 150 ha. Đó thì các bạn xem đây, mình sẽ tăng lên 180 đây nè. Đó thì cái chỗ này nè nó tự động nó thay đổi cái bán kính, bây giờ nó cũng tự động thay đổi nè, bán kính bây giờ của mình là 75 nè ha. Rồi mình giảm lại nó là 100 thì sao, nó còn đúng là 100 nè ha. Đó thì cái chỗ này nó cũng tự động thay đổi theo, và cái này nó cũng còn lại là 50 thôi, để đến 50 nè. Đó là full round fillet, tự động nó bo nó tròn dựa theo những cái bề mặt mà các bạn chọn. Rồi tiếp theo các bạn chọn fillet và xử lý cái khối cuối cùng là cho hành mình ha. Bây giờ mình sẽ trả lại chế độ đầu tiên, đó là content size fillet. Đây chế độ đầu tiên này ha, các bạn chọn cho mình cái cạnh này, cạnh này á thì theo biên dạng á, là thông thường nó sẽ là biên dạng nửa 1/4 của đường tròn, tức là đây nè, đường tròn nè, đường tròn như thế này đúng không, thì nó là 1/4, từ đây tới đây là 1/4. Tuy nhiên nó sẽ có nhiều loại cho các bạn, ví dụ như mình muốn nó là từ đây xuống dưới đây, mình đang cài nó là 10 đúng không, thì từ đây nè đâu cho nên là 10, từ đây qua đây là 10, nhưng mình muốn á, từ đây xuống đây 10, từ đây qua đây 20 được không, có thể làm được nha. Nếu như mình đang chọn là symmetric thì nó sẽ lấy là 10 10, còn nếu các bạn chọn là asymmetric, asymmetric này ha, cái chỗ này ra nè, chọn cho mình cái chế độ thứ hai, thì bây giờ mình sẽ nhập đó là 10 20 chẳng hạn đó, thì từ đây tới đây là 10, từ đây tới đây là 20. Nếu các bạn muốn đổi chiều lại thì bấm cho mình muốn đổi thêm 2 chiều ở đây thì nó sẽ đổi lại. Thì bây giờ nó tương ứng với mình là gì, cái này nè là 1/4 của hình ellipse, ellipse dài như thế này nè, đó ellipse dài thì nó là 1/4 của hình ellipse. Rồi mình sẽ trả lại chế độ là symmetric đó ha. Rồi ở dưới này nó còn có chế độ nữa nè, ví dụ như đường tròn nè, conic nè, conic, conic pro nè ha, hoặc là conic radius nè, hoặc là curvature nè. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn là conic pro đây ha, conic pro thì bây giờ mình sẽ tăng cái này lên nè, các bạn thấy cái độ nhọn của này nè, cái độ nhọn của này nè, nó nhọn lên, nó không phải là đường tròn nữa, nó không phải là đường tròn mà nó cũng không phải là ellipse nữa, mà cái độ này nhọn nó sẽ tăng lên tùy theo cái chỗ các bạn chọn, nó sẽ khử cái này thôi. Mà các bạn giảm đi dần á, giảm đi dần thì cái chỗ này nè nó gần giống như chamfer, đây nó gần giống như chamfer nè, nhưng cái chỗ này nó không phải là chamfer, nó vẫn còn giữ một cái đoạn tiếp tuyến, nó vẫn còn mượt cái chỗ này nè, nó vẫn tiếp tuyến cái đoạn này nhỏ nhỏ cho các bạn, chứ nó không phải là nó gãy như chamfer. Chamfer là nó gãy từ đây, nó gãy sạc xuống này luôn đó ha. Ví dụ như đây mình chét vào đây ha, tăng này lên, rồi mình giảm này lại cho các bạn thấy nó giống chamfer nhưng mà nó không phải chamfer. Đây mình sẽ tăng lại xíu này, chế độ ok đó, thì cái góc này nè nó không quá cong mà nó cũng không quá thẳng. Rồi mình sẽ chọn bên này ha, cạnh bên này các bạn chọn tiếp cho mình fillet, mình sẽ chọn kiểu này đi, bên này đây mình sẽ nhập là 20 40 cho các bạn ha, chỗ này ra nè mình chọn là asymmetric nè, asymmetric ở đây mình nhập là 20 nè, cái này nhập sẽ là 40 đó, 20 40
Connect, các bạn không xài Connect các bạn chuyển qua xài cho mình là Elite. Elite tức là hình Elite á, một phần tử của hình Elite nè, chết ok ở đây. Đó, thì nó có rất là nhiều cái lựa chọn fillet cho các bạn. Không phải nhất thiết là mình phải fillet một cạnh. Các bạn thông thường là các bạn đang bị một cái đơn giản hóa cái fillet á, tức là bạn chọn fillet nè. Đây, các bạn đang để chế độ mặc định của fillet. Đây, các bạn đang chọn chế độ mặc định của fillet nè. Tức là khi select cài sao để như vậy thì cứ chọn sao thì cứ fillet như thế này thôi. Đó. Mà mình đang chưa biết được những cái nhiều hơn của nó. Tức là cái lợi cái tích hợp nhiều hơn trong cái thằng này nè. Đây, nó có rất là nhiều cái cho các bạn chọn nữa nhưng mà chưa có đào sâu vào tới thì cho nên là nhiều khi mình làm fillet nó không được đẹp. Đó, fillet bình thường là các bạn cứ chọn như thế này là lấy một cái bán kính là nó cứ fillet tới. Đó. Hy vọng là sau bài này thì các bạn có nhiều cái lựa chọn để cho các bạn fillet cho sản phẩm mình được đẹp hơn. Rồi, chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Học Cơ Khí nhé. Cảm ơn ạ.